Cuộc vui quý tộc sang chảnh của anh em top top cơ. Đi nét, hẹn nhau lúc 10 rưỡi tại con hẻm quen thuộc. Đi lần đầu tiên. Anh em hẹn 10 giờ mà bây giờ là 11 giờ rồi. Bố hoàng hôn vẫn chưa thấy đâu. Tuyệt vời. Con vợ hoàng hôn người đã cao rồi lại còn cao su. Không ớt là không chịu được. Không ớt là buồn nôn. Phải 1 lít cơ. Quá thịt mộng nhĩ ăn lúc 11 giờ đêm. Ba anh em đến trước đá điện đánh cuốn trước. Nhịn đói từ chiều đến giờ. Nước này còn gà tây. Làm gọi là vài đường cau thơm. Đấy. Đây là bánh cuốn trứng, ở trong sẽ có trứng này mọi người, thấy chưa? Anh chủ bảo là ăn phát là ngất ngây con gà tây luôn. Ui ngại, ui mình ăn bánh cuốn trứng chưa, mình ăn lại tái luôn. Từ trước là toàn ăn chín thôi, chưa ăn tái này bao giờ, ngon đấy. Đã hết mấy đĩa bánh cuốn rồi, ba con vợ với bác mặt đến. Ôi trời ơi, đẹp mặt chưa? Anh em ăn xong rồi, bây giờ lại phải ngồi nhìn họ ăn đây, rất là bực mình. Xong phải phát chứng minh thư ra đăng ký tài khoản này. Nôm na là anh em mà bé tuổi quá là không được vào chơi. Sau một đêm nồng nhiệt với nhau, 5:17 thì anh em nhấc mông đi về với 8 trận thắng và 2 trận thua. Này quá ngon rồi. Cho chị em chưa cắm nét đêm bao giờ thắc mắc thì chúng tôi sáng 5 giờ sáng về như vừa đi tập thể dục về, xong là đá bát phở, kết thúc một đêm hoạt động não bộ quá mệt mỏi. Các cháu bé không học theo nha.